Tính là năm nay không có nấu bánh chưng bánh tét, vì mọi năm Thư nấu bánh chưng bánh tét với mục đích đó là để đem đi biếu Tết cho bà con. Nhưng mà năm nay á, thì Thư mua bánh trái ngoài chợ. Cho nó khác đi chút xíu, vì mọi năm mình đem bánh chưng bánh tét tới biếu Tết á, mọi người thấy cũng bình thường, vì nhà nào Tết cũng có bánh chưng bánh tét hết. Quyết định là không gói rồi, đến khi con nhỏ bạn nó hỏi năm nay gói bánh chưng bánh tét chưa thì Thư lại chạy ra chợ mua vội một ít lá về. Về gói mấy cái bánh tét, mấy cái bánh chưng không vì một lý do nào khác ngoại trừ mùi thơm từ lá chuối bốc ra khi mà mình nấu bánh. Đúng đó, các bạn không có nghe lộn đâu, Thư nấu bánh chỉ với mục đích là muốn ngửi cái mùi thơm từ lá chuối. Bánh chưng bánh tét năm nay đúng nghĩa là gói cấp tốc luôn, mình không có chuẩn bị trước một cái gì hết. Đến cái khuôn gói bánh mà Thư cũng không có luôn. Cắt vội 4 miếng cạc tông ra, sau đó lấy băng keo dán lại 4 cạnh cũng thành cái hình vuông. Hy vọng nó đủ chắc để mình gói xong 4 cái bánh chưng. Rồi nó tét ra là vừa. Nói là không dự định gói bánh, nhưng khi đã nghĩ tới gói bánh thì mình phải có cái khâu chuẩn bị. Tức là hôm nay Thư muốn gói bánh thì hôm qua Thư đã phải ngâm nếp và làm nhân sẵn. Tánh Thư thì chậm chạp mà lại gói bánh có một mình nữa. Thư lại muốn canh sao cho vớt bánh ra kịp cái giờ trước khi mình đi ngủ á. Nên cái gì Thư chuẩn bị trước được đó, thì Thư làm trước. Hôm qua thì Thư lấy nếp ra Thư ngâm, thấy có một cái bịch măng khô bên cạnh. Thư cũng sực nhớ đến là Tết mình cũng nên có cái món thịt kho măng khô. Cái đó là truyền thống ăn Tết ở ngoài quê miền Trung của tụi Thư á. Không biết là các bạn ở vùng miền khác thì như thế nào. Nhớ hồi còn nhỏ chỉ mong đến Tết để được ăn bánh chưng, bánh tét và thịt kho măng khô, hột vịt. Món này nguyên liệu thì Thư thấy lúc nào cũng có bán ngoài chợ, nhưng Thư không hiểu tại sao chỉ có thời điểm gần Tết thì người ta mới bắt đầu làm cái món thịt kho măng khô hột vịt. Có lẽ nó là món ăn truyền thống dành cho ngày Tết, nên những ngày thường thì người dân sẽ không ăn cái món này, hoặc là nó cũng là một trong những cái món ăn dễ gây ngấy, gây ngán, nên người ta cũng không có thường ăn. Loay hoay cả buổi trời mà Thư mới gói được có xong mấy cái đòn bánh tét. Bây giờ quay qua vật lộn với mấy em bánh chưng. Thư không phải là người khéo tay cho nên làm cái gì nó cũng vụng về. Mỗi lần bắt tay vào gói bánh là Thư vận dụng hết những kiến thức kinh nghiệm từ những đợt gói bánh trước để gói bánh cho nó được khéo hơn. Nhưng thiệt sự ra một năm mình gói bánh có một lần thì lần nào Thư gói cũng như là lần đầu của Thư, không có gì là khá hơn. Thư nói tranh thủ gói xong càng sớm càng tốt để mà mình cho lên bếp mình nấu liền cho kịp cái giờ mình vớt bánh, không có để quá trễ. Mà Thư loay hoay cũng đến quá nửa trưa rồi. Lúc này thì bụng đói cồn cào nhưng Thư tranh thủ làm sao phải gói bánh cho xong trước 1 giờ vì mình muốn vớt bánh ra là trước 11 giờ. Thư không có muốn nấu bánh qua đêm vì các bạn biết sao không? Thư nấu bằng bếp ga lại nấu trong nhà nữa, mà nấu bánh chưng bánh tét á là cái nước nó sôi ở trong nồi á, nó phải sôi mạnh thì bánh mình nó mới chín, mà một khi nó sôi mạnh á, thì nó rất là dễ trào ra bên ngoài. Mà nếu mà mình nấu bằng bếp ga á, mà nó trào nước ra, bếp ga nó mà tắt đi rồi á, thì ga nó cứ xì ra ở trong nhà mình sẽ là rất là nguy hiểm. Ở bên Việt Nam người ta cứ nấu bánh qua đêm đến sáng người ta vớt là vì người ta nấu bằng bếp củi và nấu ở bên ngoài, còn mình nấu ở trong nhà thì mình không thể nào mà để qua đêm đi ngủ được nha các cả bạn. Nhà đã chìm vào giấc ngủ, Thư vẫn còn nằm đây coi phim tàu và canh nồi bánh. Thời khắc mong chờ nhất cũng đã đến. Bánh chưng thì hơi cầu kỳ hơn chút xíu là vớt ra sau đó phải nén cho nước ở trong bánh nó chảy ra hết thì sáng ngày mai ra thì bánh nó nguội và mình sẽ ăn được. Còn bánh tét á thì mình vớt ra sau đó thì mình cho vào trong một thau nước lạnh, mình rửa rồi mình lau cho nó sạch mấy cái nhớt rồi thịt mỡ rồi nó chảy ra, sau đó mình sẽ bọc cái giấy bọc thực phẩm lại cho cái lá nó không có bị khô. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, bây giờ thì mình có thể đi ngủ một giấc thật là ngon. Sáng hôm nay thời tiết quá là đẹp, hôm nay thì mình sẽ đi tắm gội cho cái con ngựa sắt của mình. Gần hết mùa đông rồi thì Thư mới đem xe đi rửa nè các bạn, vì cứ đang dự tính đi rửa thì hôm thì nó tuyết, hôm thì nó mưa, và nghĩ tới cái cảnh ở ngoài trời thì âm mấy độ C mà đứng lau chùi xe rồi hút bụi dọn dẹp xe thì Thư nói thôi chẳng thể Thư đi xe dơ cũng được. À, nhiều bạn mà coi video của Thư thì thấy là Thư hay tự chạy xe đi rửa xe rồi dọn dẹp xe một mình, thì thiệt sự ra nhà Thư thì xe của ai nấy rửa, nhưng mà xe anh Thành á thì anh không bao giờ anh rửa hết á, nên là nếu mà Thư mà muốn anh rửa xe cho Thư á thì rất là khó, vì xe của anh còn không rửa nữa đó, mà anh rửa xe cho ai.
Và mỗi lần mà Thư nhờ anh rửa thì anh nói chứ rửa làm gì, rửa ra rồi chạy hồi cái là nó lại dơ, rơ dơ là phải đi rửa tiếp, vì có sạch thì mới có dơ, thì thôi để nó dơ luôn đi thì không bao giờ nó sạch, thì sẽ không bao giờ thấy nó Triết dơ. lý của người dơ nó ghê gớm lắm các bạn, nên là các bạn tranh luận không có lại đâu. Thôi thì mình tự làm đi cho nó lành. Rửa chiếc xe xong thấy thoải mái, mở cái kiến xe chạy, Thoảng ở đâu bay lại mùi khói xe chạy dầu, tự nhiên nhớ Việt Nam lạ. Xếp bên cạnh cây rửa xe là chợ Mễ, tấp vào coi coi hôm nay có trái mít nào ho muồn trái về ăn. Vừa bước ngang qua cái gian hàng ổi thơm sực nức cái mùi, à cái mùi của quê mình tới mùa Tết này thì ổi chín khắp nơi. Tìm mít không thấy, rinh luôn trái đu đủ về chưng Tết. Tạt qua chợ Việt Nam mua thêm ít đồ để kịp về nấu bữa Đi tối. lăn quanh sáng giờ mà quên mất chưa ghé vô nhà băng để rút tiền về lì xì cho mấy đứa Nhà nhỏ. băng ở Mỹ mà các bạn đi ra vào cái dịp này họ hay cho mình thêm một xấp phong bao để đựng tiền lì xì. Họ tâm lý ghê, vừa cho phong bao để đựng tiền lì xì mà còn vừa đổi cho mình những cái tờ tiền mới cứng nữa. Vậy là cũng tạm gọi là xong những cái công việc mà Thư dự tính phải hoàn tất trong ngày hôm nay. Ăn vội miếng xôi bắp, bây giờ Thư bắt tay vào để kho cái nồi thịt kho măng. Thịt này á, Thư cũng vừa ghé vào chợ Việt Nam để mua còn tươi rói à, cho nên bây giờ mình chỉ cần rửa sạch, luộc sơ qua, ướp gia vị vào rồi chuẩn bị bắt bếp lên kho thôi. Cái này mình có thể gọi là kho tàu cũng được á các bạn, cho nên mình cắt cục thịt nó hơi to, và cái kiểu là mình sẽ kho nhiều nước và mình sẽ kho lâu để cho cục thịt nó nhục ra luôn. Mình nhớ hồi mình ăn Tết bên Việt Nam á, ba mẹ mình cũng kho một cái nồi thịt thật là lớn luôn, ăn hết mấy mồng Tết mới xong cái nồi thịt, mà nồi thịt nó vẫn không hư vì ba mẹ mình á, kho rất là kỹ, kho lâu thì mình mới để lâu được. Và để ăn kèm với món thịt kho măng bánh tét ngày hôm nay á, thì mình sẽ nấu thêm một nồi canh khổ qua nhồi thịt. Trend bây giờ các bạn trẻ nói là không có ăn canh khổ qua vào ngày Tết nữa, vì thời nay đâu có ai khổ nữa đâu mà ăn canh khổ qua. Nhưng cứ theo truyền thống mình thấy trong mâm cơm ngày Tết mà không có khổ qua nó cũng hơi thiếu thiếu cái gì Cho đó. nên mâm cơm tất niên nhà Thư tối nay vẫn có canh khổ qua nha các bạn. Lúc mà Thư lồng tiếng cái chữ khổ qua này nè, Thư bị líu lưỡi hết mấy lần á, phải quay đi quay lại mới ra được cái chữ canh khổ qua, vì Thư cứ hay quen miệng nói là canh khổ hoa nên bây giờ sửa lại nó cũng hơi khó. Đây, cái nồi thịt này Thư đã cho một trái dừa tươi vô rồi, bây giờ là trái thứ hai á, mà nước nó cũng chỉ hơi xâm xấp lên tới mặt trứng thôi, chưa có ngập hết trứng nữa. Nhưng mà Thư nghĩ kho hai trái dừa như vậy là được rồi. Lát nữa mà thấy nước nó nhanh cạn quá thì Thư cho thêm một ít nước lọc sau. Cho thêm mấy trái ớt khô nữa cho nó thơm thơm nè. Thư để ý nha, mình kho thịt với lại nước dừa đó, cái màu nó ra sẽ rất là đẹp luôn. Hồi nãy Thư mới kho có một chập lửa thôi mà Thư đã thấy cái màu nó đậm hơn Cho lúc măng đầu. vào, sau đó đậy nắp vung kho liu riu tiếp tục. Tranh thủ vừa canh nồi thịt vừa dọn dẹp nhà, vì Thư chỉ còn rảnh ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai bắt đầu đi làm thì sẽ không còn thời gian dọn nhà. Cuối tuần này thứ bảy là đã mùng 1 rồi, còn ngày nào để dọn nữa đâu. Mới mấy ngày trước lướt Facebook thấy có ai đó viết là người Việt mình nên bỏ qua cái phong tục là dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng nhà cửa mỗi khi Tết đến xuân về, vì làm như thế sẽ tạo ra áp lực cho rất là nhiều người, vừa phải lo công ăn việc làm, vừa phải còn lo dọn dẹp nhà cửa, như thế nó sẽ rất là mệt mỏi. Vì nguyên một năm đâu phải mình chỉ có chờ tới 3 ngày Tết thì mình mới bắt đầu lôi mền gối ra giặt, lau chùi lư hương, chà son, chà nồi, lau nhà, quét nhà. Đọc qua bài viết của anh đó, Thư thấy anh nói cũng có lý ghê. Vì nguyên một năm mình sống thì đâu phải mình chỉ có chờ đến Tết mình mới dọn dẹp đâu. Nhưng Thư xin bổ sung thêm với cái ý của cái người đó là mình không phải đợi đến Tết mình mới dọn dẹp, nhưng cứ đến Tết là mình cố gắng mình dọn những cái gì mà trong năm mình ít có dọn. Ví dụ như thường thường trong năm Thư đâu có hay lau chùi cái máy quạt cũng như là mấy cái rèm cửa, thì lâu lâu mình mới lau chứ mình không có lau mỗi Ở tuần. bên Việt Nam thường thì có những cái bộ lư hương, những cái bộ mành cửa bằng vải. Ngày thường mình dọn thì mình chỉ có lau chùi nhà cửa chứ mình sẽ không có đem lư hương ra chà hoặc là đem mành cửa xuống giặt. Những ngày gần Tết thì lại khác, mình háo hức, mình mong mình chờ, tình nguyện dọn dẹp, bỏ hết
hết những cái gì nó còn thuộc về năm cũ để cho những cái gì ở trong nhà mình nó cũng đều mới, đều sạch để chào đón một cái năm mới. Thì Thư nghĩ cái đó là điều cần thiết. Thư không biết các bạn sao chứ Thư mà mỗi lần mà gần Tết đó, ha, nói mà Thư dọn dẹp đó, là Thư thấy vui lắm, thấy trong lòng mình háo hức lắm. Mình rất là muốn dọn dẹp, mình rất là muốn cái nhà mình nó thì là sạch, thì là thơm. Cái nhà mình sạch đó, thì tự nhiên trong lòng mình nó vui, mà trong lòng mình thấy vui đó. Đặc biệt trong cái dịp đầu năm mới á, thì cái năm mới của mình nghĩ là sẽ là may mắn. Tại vì niềm vui thường thường nó sẽ đi kèm với lại sự may mắn. Thư nói theo quan điểm của Thư cho vui vậy thôi. Các bạn nghe được thì nghe, các bạn nghe không lọt lỗ tai thì các bạn cứ bỏ qua. Tại vì nhiều khi các bạn nói chưa chắc gì niềm vui đem lại may mắn. Từ vì may mắn là do trời ban chứ không phải là do niềm vui. Nhưng mà mình cứ nghĩ là khi mà mình có niềm vui là mình có cái nguồn năng lượng tích cực, thì cái nguồn năng lượng tích cực nó sẽ thu hút cái nguồn năng lượng tích cực. Và cứ có càng nhiều nguồn năng lượng tích cực thì mình sẽ gặp được càng nhiều may mắn. Điều đó khoa học họ chứng minh rồi nha, chứ không phải Thư nói bâng quơ đâu. Nói nãy giờ dài dòng vậy chứ là cũng tới giờ dọn ra để ăn tất niên ở nhà Thư rồi nè. Các bạn thấy không, cái bánh chưng Thư gói ngày hôm qua hôm nay tét ra cái nhanh nó tét tè le la luôn, thơm quá thơm luôn. Con nhỏ bạn nó nói thấy mày nấu bánh chưng ta đem thêm lại cho mày thêm cái bánh chưng nữa cho mày ăn cho hết Tết luôn, còn cắt thêm cho một khúc giò thủ nữa, chắc nó nghĩ Thư ốm. Cái bánh chưng không bảo anh thử miếng bánh chưng này cắt cho. Hấp thêm cái này không? Tấm tép này thôi hả? Muốn ăn này thêm hả? Ăn hết đi rồi mẹ gấp, còn nhiều lắm. Con chơi ăn thử không? Thử. Dưa nè, thử đây. Nét hơi nhiều, ít nhỉ? Cái khuôn nó hơi bự. Dành cho cái nhỏ mà canh ra đo xem. Dành cái khuôn hơi to. Đúng rồi. Chiên chắc ngon. Chiên nét ngon. Nhiều hả? Nét hơi nhiều. Nếp mặn mặn hình như thế. Hôm bữa thì la mặn quá. Mặn quá thì mặn vừa nó khác. Không biết canh. Hôm thì lạt, hôm thì mặn. Chẳng thể lạt để ăn củ kiểu này kia. Rồi ăn thịt kho trứng kèm vô giống dạng như mình ăn cơm thôi. Chứ mà nó mặn không sửa được. Nó lạt dễ lắm. Này ăn nọ vô. Cho miếng bánh không cơ? Dạ. Căn miếng bánh tiếp. Đưa cái chén này. Có tiêu bên trong không? Có chút. Mà ăn cái này khó lắm rồi cơ. Ngon. Ăn cho mấy. Danh thì đậm đà. Danh thì đậm đà. Danh mặn không? Đậm đà. Ngon. Hơi ít nhân. Ít nhân. Mình cứ lại cái nếp phải cho mình chụp cái chiếc nữa. Có tiêu bên trong cái bột không? Không có. Trong nhân nhân mà hơi lạnh. Lạnh hả? Lạt tảnh. Bánh tét là nó lạnh không? Bánh tét là tôi muốn thăm, tôi quay tôi thăm không? Đó, mỏng quá. Không phải là lạnh, mà là nguội. Bánh tét người ta ăn nguội vậy cho nó chắc chắc đó không?
nó gọi là nguội. Cái gì bà mới lấy ra hay mấy cái chả giò ăn hết rồi hả? Cái hình chi nãy Lục chả giò ra để chiên ăn tất niên luôn mà hết mất chả giò rồi các bạn. Này phải có thêm chả giò nữa. Hôm nay nhà mình cắt tết. Ê, nói lộn, không phải cắt tết. Tất niên. Tất niên là cắt tết hả? Đâu phải đâu. Tất niên là tiễn năm cũ. Cái bánh chưng này là 7 tiếng. Thì nấu 7 tiếng. À, hôm qua thì nói chuyện với nhỏ bạn thôi đó. Nó chuyên gia nấu bánh chưng bánh tét. Nó nói 7 tiếng là sợ không chín. À, thì cũng hơi lo mà hôm nay cắt phải ăn như vậy là yên tâm rồi. Chín mà cái nhân nó nhừ ra luôn đó các bạn, ngon. Mà cái nếp nó trắng. Nếp nó không có nhão. Nó hơi ít nhân nè. Hơi ít chân, ít nhân bên ngoài sau nó hơi đúng rồi. À, cái vỏ nó hơi lạ ở ngoài sau. Nó là cái nếp đi. Nếp. Cái nếp có biết gì không? Không? Mẹ cũng thấy như vậy nhưng mà mẹ thấy nó lạt đỡ chữa hơn là nó mặn. Tụi con ăn thêm thịt với lại trứng rồi vô con. Với đưa món nữa. Có một lần tôi làm á, tôi bỏ muối vô nếp nó hơi nhiều á, nó mặn không ăn được luôn đó các bạn. Cho nên là đợt này tôi bỏ ít muối. Tôi nói là ok, chẳng thè là nó lạt. Nó lẹp mình ăn với lại gia vị thêm giống như thịt kho trứng rồi dưa món vô nữa thì sẽ dễ ăn hơn là nó mặn, mặn không ăn được. Ăn bánh chưng củ kiệu dưa món xong rồi mỗi đứa húp thêm một khúc canh khổ hoa nhồi thịt để coi năm nay khổ nó có qua không. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, có khổ thì mới có công ăn việc làm, mới có tiền đồng ra đồng vào, chứ mà sướng cái kiểu nằm ở nhà không có tiền lúc đó lại đánh đo ủa giờ rốt cuộc mình có muốn khổ qua nữa không ta. Cuối năm Thư nói chuyện vui vui tếu tếu cho một năm mới có nhiều may mắn, các bạn đừng trách Thư nha. Chúc các bạn một năm mới bình an vạn sự như ý. Xin chào các bạn, chúc mừng năm mới.